Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với chương trình Tự học võ karate tại nhà. Bài học ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là đòn đỡ trúng nặng từ trong ra ngoài, Uchi Uke. Nội dung thứ hai là đòn đỡ trúng nặng từ ngoài vào trong, Soto Uke. Đỡ từ ngoài vào trong. Đó là hai nội dung chính mà trong bài học ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu, phân tích, hướng dẫn, thị phạm và các em sẽ thực hiện theo. Tuy nhiên, trước khi vào bài học mới thì chúng ta tiếp tục thực hiện bài tập khởi động. Sau đó chúng ta sẽ ôn lại các cái nội dung mà chúng ta đã học. Đó là nội dung đấm thẳng, nội dung đỡ hạ đạp. Sau khi thực hiện các nội dung khởi động, ôn kỹ thuật thì chúng ta sẽ bước vào nội dung mới ngày hôm nay, đó là học hai nội dung đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài và đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong. Sau đây thầy và trò chúng ta cùng đứng lên và thực hiện bài khởi động. Thầy sẽ hô theo nhịp, các em sẽ thực hiện theo. Lưu ý đối với bài khởi động thì chúng ta phải thực hiện tích cực để làm cho cơ thể chúng ta nóng lên, và khi chúng ta thực hiện các kỹ thuật tiếp theo thì nó sẽ không gây chấn thương. Và sau đây mời tất cả các em vào nội dung chính, bài tập khởi động. Các em chú ý, thầy sẽ hô chậm và chúng ta phải thực hiện theo. Có sự tác động giữa thầy với tất cả các em thì khi đó chúng ta tập mới nghiêm túc được. Bài tập khởi động gỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, xoay cổ chân của tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đối với khuỷu tay này thì chúng ta xoay cho nó kỳ một tí nha. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xoay gối. Rộng gối ra nào. Xoay gối rộng ra, ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, chùm gối, chùm hai gối lại, xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bước rộng hai chân ra, lắc hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 hồi. Lưu ý ép một phải, hai trái, ba giữa. Các em thực hiện theo. 1. Động tác này yêu cầu các em thẳng gối. 2. Bên trái thẳng gối ra nào. 3. Dùng hai tay kéo vào giữa. Dùng hai tay này kéo vào giữa. 1 2 3 shiko dachi, ấn shiko dachi, shiko nha. Rồi bắt đầu chúng ta gập cái vai. 1 2 gập vai xuống, thả lỏng vai ra nào. 1 2 rồi hai tay xuống gót chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi quạt trái ép vô. 1 2 quạt phải. Các em chú ý bước dài cái chân ra, bước dài chân nha. Đấy, bước dài cái chân ra. Rồi, quạt trái, ép ngang. 1 Các em thực hiện theo nhé. Thực hiện theo. 2 Rồi, nhường chân. 1 2 Rồi, đứng lên. Xoay cái hông nhẹ nhàng đây, xoay cái hông nhẹ nhàng. Ngược lại. À. Duy. Chân trái bước lên tận trận đấu, thủ. Hốt. Đá dọc về phía trước theo nhịp hô của thầy. 1 2 cáo lên. 3 4 5 6 7 8 9 10 Đổi bên, thả lỏng ra nào, thả lỏng ra nha. Thủ lên, thủ lên theo nhịp hô để chúng ta đá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi cúi xuống, xoay gối thả lỏng. Ngược lại. Chúng ta thở thế nào? Hít thở sâu. Hít thở sâu. Xoay hông. Ngược lại. Rồi, chuẩn bị. Tiếp tục đưa hai tay lên, hất dọc. Xin lỗi, hất ngang. Một chân phải, hai chân trái. Hất ngang. Một. Dừng lại nha. Dừng lại này. Hai. Cao lên. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Chú ý. Rồi xoay gối. Xoay hông. Ngược lại. Chú ý. Ý. Hai tay trụ không? Tay trụ đấm thẳng. Nhẹ nhàng. Một. Đúng nào. Hai. Ba. Bốn. Năm. Các em làm theo nhịp vô của thầy. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Đấy, rất nhẹ nhàng thôi nha. Chúng ta đẩy tay và đẩy hông theo. Đẩy tay và đẩy hông theo này. Thấy chưa? Rồi, 10 đòn nhất. Mình. Nghe hô. 1 2 3 nhấn lên. 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, thả lỏng. Rồi. Tiếp tục. Đi. Hai tay trụ phải không? Tiếp tục đánh 10 đòn. Trúng đòn. Mình lên một tí nữa. Nhấn lên nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, rụt tay tiếp tục. Chú ý. Hai tay thủ về hông. Bây giờ chúng ta thực hiện 10 đòn đấm hạ đạn. Nghe thầy hô, tay phải trước. 10 đòn đấm hạ đạn. 1. Hạ đạn nha. Thấp cái tay xuống ngang cái đai các em. Thấp cái nắm đấm xuống ngang đai này. Đấy. 2 3 4 5 6 7 8 9. Chú đi rụt tay rụt chân. Hít thật sâu ra, hít bằng mũi. Hít thật sâu. Đi. Hai tay thủ về hông, tiếp tục nào. Hai tay thủ về hông và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện 10 đòn đấm thường đạn. Dỗ đăng ký kỳ. Cao thái lên. Thường đạn. 1. Nhân lên nào. Đầm nhân mình lên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, chú ý. Lọc đây. Tiếp tục. Đi. Bước chân phải sang bên phải, thần tấn shiko dachi, đóng thẳng đúng đẳng. Đấy, thấp xuống, thấp thần xuống đầu. Đúng đẳng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hạ đặt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thường đặt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, chuẩn bị. Thật là bây giờ chúng ta sẽ ôn nội dung tiếp theo, đó là đòn đỡ hạ đẳng ghế đăng và rai. Đòn đỡ hạ đẳng ghế đăng và rai, chúng ta lưu ý có hai cái giai đoạn chính, một là thu, hai là đỡ ra. Như vậy thôi. Tuy nhiên khi thu thì chúng ta phải kẹp kính cái chấn thì giống như hôm trước thầy đã hướng dẫn. Khi đỡ kết thúc là nằm đấm úp. Đồng thời các em chú ý cho thầy, đồng thời vị trí tiếp xúc là chỗ này nhá. Đây, ở đây người ta gọi là cổ cần tay trong. Đây các em chú ý, khi thầy nắm đấm lại này, khi thầy nắm đấm lại thì chúng ta chú ý, đối với đòn đỡ hạ đẳng này thì chúng ta phải đỡ ngay cái vị trí này. Đây này, đấy, đòn này, chỗ này người ta gọi là cổ cần tay trong. Đấy, cơ thể giải phẫu như thế này, thì cái vị trí tiếp xúc này là cổ cần tay trong nha các em. Đây, đợi mình xuống và chúng ta tiếp xúc ở đây nha. Thầy sẽ hô theo nhịp và chúng ta thực hiện theo. Duy tay phải trước, 1 thủ lên, 2 đỡ, 1 2. Làm theo nào các em thực hiện theo nhịp hô của thầy. Đấy, các em thấy rõ chưa? Đấy, 1 2 1 2 1 2 1 2. Rồi, đổ tay. Tay trái, đỡ tay trái, 1 thủ lên, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Rồi, chuẩn bị. Rủ tay nào. Hít thở sâu. Các em thường xuyên lưu ý là khi mà chúng ta thực hiện đến cái giai đoạn mà nó nặng ấy, là chúng ta phải hít thật sâu, thở thật sâu. Đấy. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ làm một lèo luôn nhá. Ngay thầy hô 1 là chúng ta vào thu đợt ra luôn. Đấy nhá. Rồi, chuẩn bị. Nghe hô tay phải trước. 1 thu đợt ra luôn. Đúng rồi. Nắm đấm lại cho chắc nào. Úp nắm đấm lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, đổi về tay trái, đi thủ lên, 1 thủ lên, sau đó đỡ ra nha, 2 rõ ra, 3 4 5 6 7 8 9 10. Ê! Rồi, rủ tay. Rủ tay nào. Rồi, chuẩn bị. Hôm trước thầy đã giới thiệu cho chúng ta các cái tấn này. Một là tấn Heiko Dachi. Heiko Dachi tấn chuẩn bị. Heiko Dachi, hai mũi chân không xông về trước, hai bàn chân cách nhau một vai, lưng thẳng, vai thẳng, mắt nhìn thẳng. Đây gọi là tấn chuẩn bị Heiko Dachi. Tấn thứ hai là tấn Musubi Dachi. Musubi Dachi tức là tấn nghiêm, hai gót chân chạm nhau và hai mũi chân chất hình chữ V. Thấy chưa? Đây. Heiko Dachi, Musubi Dachi. Tấn thứ ba đó là tấn shiko dachi. Bước ra shiko vững chắc, giống như cái trung bình tấn đó các bạn, người ta gọi là trung bình tấn đấy. Hai mũi chân chất chéo hình chữ V, còng tâm chồn đều về hai gối, vuông góc ở hai gối, lưng thẳng. Shiko. Rồi như vậy. Bên cạnh đó thì thầy nói luôn cái tấn này này, thầy nói luôn cho các em nghe. Nó có một cái tấn nhón gọi là tấn Neko Ashi Dachi. Tấn nhón Neko Ashi Dachi tức là xoay cái bàn chân ngang, sau đó bước cái chân trái lên trên phía trước, trọng tâm lúc này ấy, là dồn về chân sau, tức là chân trước nó lỏng này. Đấy chúng ta chú ý là giống như Ngô Không đứng ấy, giống như con Ngô Không ấy. Đây, đây. Một, mở chân ra, mở cái bàn chân ra. Hai là bước lên phía trước, thân tấn nhón. Tấn này có tên gọi là Neko Ashi Dachi. Và chân phải cũng như vậy thôi. Mở cái bàn chân phải qua, bước chân trái lên. Đây. Cũng như vậy thôi, mở bàn chân phải qua, bước chân trái lên, bước lên trước nhé, đây chúng ta chú ý nhón này, nhón này, để sau này chúng ta sẽ trên nền tảng cái tấn nhón này là chúng ta sẽ di chuyển qua rất là nhiều tấn, mà muốn di chuyển từ tấn này qua tấn kia thì chúng ta phải lên cái tấn nhón này, cho nên chúng ta phải biết nhá. Đây, Neko Ashi Dachi. Em nhìn cái bàn chân dưới này là thẳng này, người vẫn thẳng nhá, đấy, đó là tấn nhón Neko Ashi Dachi. Hôm sau thì thầy hướng dẫn di chuyển từ tấn này sang tấn khác thì chúng ta sẽ bắt buộc phải qua cái tấn này đấy, cho nên là chúng ta phải chú ý nhá. Như vậy là chúng ta đã ôn được các cái nội dung. Thứ nhất là đòn đấm thẳng, hạ đẳng, trúng đẳng, thường đẳng, và nội dung thứ hai đó là đờ hạ đẳng. Đấy, sau đây thầy sẽ phân tích kỹ thuật đòn đờ trúng đẳng từ trong ra ngoài, đó là đòn Uchi Uke. Đòn đờ trúng đẳng từ trong ra ngoài thực hiện như sau. Đầu tiên là chúng ta phải nắm cái nắm đấm lại, thầy làm tay phải được nhé. Đầu tiên là chúng ta làm như thế này, phải nắm lại cho chắc, nắm lại. Một là giác đòn thủ. Thủ thì chúng ta đặt cái nắm đấm ở phía trước, hiểu chưa nào? Đặt nắm đấm ở phía trước. Lưu ý nắm đấm của chúng ta không quá sát trong người, không quá sát nhé, hở ra khoảng gần một nắm đấm. Úp, nắm đấm úp, và cách cái thắt đai, cách cơ thể chúng ta khoảng một nửa đến một nắm đấm, hiểu chưa nào? Nội dung thứ nhất là thủ này. Nội dung thứ hai là chúng ta đỡ ra phía trước. Thầy làm ở khu vực này trước, tức là ở chỗ xa này trước, thì là thầy sẽ đến gần màn hình và thầy sẽ nói tiếp. Một thủ, hai đỡ, một thủ, hai đỡ, rất đơn giản đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta chú ý cho thầy, khi đỡ ra thì nắm đấm phải ngang vai nhá. Khi đỡ ra thì nắm đấm cao phải ngang vai. Thứ hai là chúng ta không được đỡ ra ngoài cơ thể, không được đỡ ra ngoài cái body của mình, mà phải chúng ta phải đỡ đến chỗ này và chúng ta phải dừng lại, thấy chưa? Thầy nói lại, một thủ, hai đỡ ra, một thủ, hai đỡ ra. Thế thế nào? Đây, với một thủ như thế này đi. Các em nhìn cái tay nha. Đấy, tay này, nằm đấm úp. Nằm đấm úp rất đơn giản thôi, chúng ta nằm lại và đặt ở phía trước. Nhá. Đặt ở phía trước. Gần chỗ thắt đai này. Sau đó chúng ta đỡ ra thôi. Đỡ ngược ra. Một thủ, hai đỡ ra. Một thủ, hai đỡ ra. Đấy, rất đơn giản. Tay trái cũng như vậy. Một vùng. Chú ý cái tay, chú ý cái tay, không được lôi ra ngoài này mà nó nằm ngang với body của chúng ta, thấy chưa? Khi thủ thì nằm đấm úp, khi đỡ ra thì nằm đấm ngửa. Đây, một thủ này, hai đỡ ra, nằm đấm ngang vai nhá. Một thủ, hai đỡ, một, hai. Đây, thấy xoay hướng này này, một thủ này, chưa? Nhìn chưa? Hai này, đỡ ra. Một thu này, hai đỡ ra. Một thu này, hai đỡ ra. Đấy, đó là đòn đỡ trung đạo. Bây giờ thầy phối hợp hai tay này. Khi một tay thủ, tay còn lại là chúng ta nắm đấm và đưa phía trên để kẹp cái chấn lì lại, giống như cái đòn đỡ hạ đằng vậy, hiểu chưa nào? Đây, bây giờ chúng ta quy định đỡ tay phải chuẩn bị đỡ nhá. Tay phải chuẩn bị đỡ thì tay trái gọi là tay còn lại đưa lên phía trên này, úp, nằm đấm úp, thấy chưa? Đưa lên phía trên và chúng ta kẹp, hai tay chúng ta kẹp được cái chấn thủy này này. Khi tay phải đỡ ra thì đương nhiên là tay trái phải rút về hông, và tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Một thủ, hai đỡ ra. Một, hai. Một, hai. Các em làm theo nào, làm theo thầy này. Thầy sẽ hỗ nha, chúng ta làm theo, không vội. Không vội, đây là kỹ thuật mới, chúng ta tập cẩn thận và phải đúng kỹ thuật của nó. Một, thủ. Thủ đây này. Hai, đỡ ra. Một. Tay phải đỡ thì đương nhiên tay trái phải thu về hông nha. Hai. Nhẹ nhàng. Một. Hai. Một. Hai. Rồi. Đổi tay. Bây giờ cũng như vậy thôi, tay trái được thì tay phải thu ở trên và rút về hông. Chú ý, một, thì cũng ý như vậy, ngược lại, hai, được ra, một, hai, một, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thôi, hai, một, hai, một, làm theo nào, làm theo, hai, một, hai. Rồi, thả lỏng tay một tí. Cúi xuống rụ tay nào. Rồi. Khi chúng ta tập quen rồi, chúng ta biết một là thủ, hai là đỡ. Một là thủ, hai là đỡ, chúng ta biết rồi. Thì bây giờ thầy sẽ hỗ chúng ta thực hiện một lần nhá. Nằm đấm lại, chú ý. Đây. Bây giờ thầy hô này, thầy quy định đỡ tay trái trước nhá. 10 đòn đầu được tay trái trước này. Thủ và đỡ ra luôn. Chuẩn bị. Một. Đấy, đấy, nhìn nè. Làm một lèo luôn nhá. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Làm theo. Chín. 10. Đổi tay. Các em làm theo dần dần rồi nó sẽ quen. Rất đơn giản thôi. Chú ý. Tay trái nha. Một. Nằm đấm ngang vai. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. 8 9 10. Rồi, thả lỏng. Rồi. Như vậy là thầy đã hướng dẫn, đã phân tích kỹ thuật đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài gọi là Uchi Uke. Sau đây thầy sẽ phân tích đòn đỡ trung đẳng tiếp theo. hoặc là đòn được trúng đẳng từ ngoài vào trong. Từ ngoài vào trong gồm có như sau, và chúng ta chú ý cũng phải nắm đậm lại nhé. Một là thủ. Thủ thì chúng ta nắm đấm và đưa ngược về phía sau. Lưu ý lúc này cái lưng nắm đấm này, cái lưng nắm đấm này là hướng vào trong mặt nhé. Đây, nhìn này, em thấy không? Rồi đây, thấy chưa? Nhắc lại, một thủ, hai, đợt xuống, rất đơn giản thôi. Một thủ lên, hai, từ từ đi xuống và kết thúc. Khi kết thúc thì giống như đợt trong đẳng từ đó ra ngoài, nhớ chưa nào? Khi kết thúc giống như đợt trong đẳng từ đó ra ngoài, nhưng mà bây giờ cái vị trí tiếp xúc thì ngược lại nhá. Bây giờ vị trí tiếp xúc là ở phần này, phần trong. Lúc này đỡ từ trong ra ngoài, hạ đẳng á, thấy chưa? Đỡ hạ đẳng thì nó tiếp xúc ở đây, thấy chưa? Nhưng bây giờ cái đòn này thì nó đỡ ở trong này, trong phía trong đây, thấy chưa? Uchi Uke là đỡ phía này. Bây giờ ngoài vào thì đương nhiên là nó phải tiếp xúc ở đây, thấy chưa? Đỡ trong ra ngoài thì bên này, đỡ ngoài vào trong thì bên này, thấy chưa? Đấy. Một thủ lên, hai đỡ xuống, rất đơn giản. Đòn này đơn giản, tôi thấy dễ hiểu nhất nhé. Một thủ, hai đỡ, kết thúc. Vị trí tay giống như đỡ trong ra ngoài, nhưng mà nào chỉ khác thì vị trí tiếp xúc. Đây, chúng ta đỡ đây, khu vực này, thấy chưa? Một. Rồi bây giờ chúng ta kết hợp này. Khi tay phải thủ lên trên, thì tay còn lại nắm hơi tự nhiên và đưa về phía trước. Đấy, dễ không? Khi tay phải thủ lên trên để đỡ xuống thì tay còn lại có nhiệm vụ là nắm đấm hơ, đưa hẳn về phía trước. Khi tay phải đỡ xuống thì tay trái thu về hông. Đấy, thấy chưa? Đây, đơn giản không? Một, đưa lên nào, lên. Hai, đỡ xuống, nhẹ nhàng. Một, hai, một, hai, một, hai. Rồi, đổ tay, bây giờ tay trái thủ lên trên, để chuẩn bị tay trái đỡ xuống thì tay còn lại gọi là tay phải nắm hờ tự nhiên và đưa thẳng về phía trước. Nắm đó, một thủ, hai đỡ, thủ về hông, tay phải thủ về hông. Một, hai, đây, thầy làm được này, nha, chèo chèo này các bạn xem này. Một thủ này, hai đỡ, một thủ, hai đỡ. Bên kia cũng vậy, tay phải thầy làm được chèo này, một thủ, hai đỡ, thấy chưa? Một thủ, hai đỡ, yeah. Rồi, rụt tay một tí và chúng ta thực hiện một đòn 10 lần. Sau đó chúng ta nghỉ. Duy, các em làm theo. Đòn đỡ trúng đẳng từ ngoài vào trong, làm theo. Tay phải trước, một lên, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Đổi bên, tay trái thủ lên, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Rồi, rút tay. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay của chương trình tự học võ karate tại nhà thì thầy đã giới thiệu cho chúng ta hai cái nội dung mới, đó là nội dung đỡ trúng nặng từ trong ra ngoài và nội dung đỡ trúng nặng từ ngoài vào trong. Đó là hai nội dung mới, và các cái buổi tập tiếp theo thì chúng ta tiếp tục ôn những nội dung này, sau đó thầy sẽ giới thiệu nội dung mới, và cứ một buổi tập như vậy thì thầy sẽ cho ôn lại nội dung cũ và tiếp tục giới thiệu nội dung mới cho chúng ta nắm được thế nào đấy. Và chúng ta chú ý là khi mà tập thể thao thì chúng ta không vội, và chúng ta phải tập hàng ngày, từ là cho đến quen, từ chưa thuần thục cho đến thuần thục, và chúng ta tập dần dần, tập đi tập lại nhiều lần như vậy thì nó sẽ quen. Dần dần chúng ta sẽ hình thành về kỹ năng, kỹ xảo của cả cái kỹ thuật đó, cho nên chúng ta yên tâm. Và ban đầu tập thì hơi khó đấy các bạn, nhưng hay là thầy nhìn như vậy, nhìn là như vậy thôi, nhưng mà chúng ta thực hiện cho nó được, cho nó đúng thì không phải 1-2 ngày, mà chúng ta phải tập thường xuyên liên tục. Thì tất cả các cái buổi học của chương trình tự học karate tại nhà, chúng ta trước khi giới thiệu kỹ thuật mới thì thầy trò chúng ta cùng ôn lại những kỹ thuật cũ đã học để làm quen, cho nó quen thuộc cái nội dung đó đã, sau đó chúng ta mới tiếp tục học các cái nội dung mới đấy. Các em chú ý như vậy nhé. Thôi bây giờ chúng ta thả lỏng ha, thả lỏng, rút tay lên, đưa tay lên trên này, thở đi, hít bằng mũi, thở bằng miệng. Các em phải thả lỏng ha, thả lỏng cơ thể ra, thả lỏng hết ra, thả lỏng hết ra nha. Rồi cúi xuống, rút tay nào, rút tay. Các em lưu ý khi thả lỏng là chúng ta phải thả lỏng hết cơ thể, không gồng, không gồng giống như động tác mà mình khởi động ấy. Đấy. Rồi, một chân. Rồi, lọc một chân ra, rụt chân ra. Cứ một buổi học như vậy là thầy trò chúng ta cùng nhau tập luyện khoảng 1 tiếng đồng hồ là vừa. Rồi, đổi chân. Tuy nhiên trong quá trình tập luyện thì thầy yêu cầu các em phải tập luyện tích cực, phải tự giác, phải máu mẽ lên, chơi thể thao là phải máu, tập nghiêm túc thì nó mới có kết quả. Còn nếu chúng ta tập chơi thì nó mất công, chúng ta phải tập nghiêm túc thì nó mới có hiệu quả nhé. Rồi lắc nhẹ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các em cứ thả lỏng hết, thoải mái, thả lỏng. Rồi, ok chưa? Sau khi thầy nhìn xong thì các em có thể ngồi tại chỗ. Ở gia đình mình rộng mà, thoải mái có vị trí, chúng ta tiếp tục thả lỏng, nhá. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh. Xin hẹn gặp lại các em học sinh trong chương trình tự học võ karate tại nhà của những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chú ý.